Đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê của các tùm lô quốc. Hôm nay tôi lên một clip gồm lô cần câu nha anh em. Thì lô cần câu này là một lô cần carbon hàng kỹ nhật, tất cả đều là cần lô nha mọi người. Thì có cần máy đứng và cần máy ngang, thì có được 3 cây máy đứng và phần còn lại máy ngang. Rồi đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, hàng lỗi một clip lên đó thì sẽ nhận lại. Rồi cảm ơn anh em. Để em lên thức tham khảo. Thì cây thứ nhất em lên cho người một cây dòng cần của Smith cho anh em. Đây dòng cần Smith. Thì cây Smith này dài 2m1 nha anh em, dài 2m1. Thì dòng cần này dòng cần nội địa nha anh em. Đó, cần này thì em bán cũng khá là ok, khá là nhiều. Và phần em lấy cần gần về bán. Bữa nay lẻ được cây này 2m1 nha mọi người. Cây này 2m1. Thì cây này trang bị bộ phanh là bộ phanh sheet anh em, bộ phanh sheet Pussy sheet đây. Nhìn từ xa đây mọi người, rất là bóng nha. Ga dây cực kỳ xa luôn. Giảm độ ma sát. Bass là bass Fuji cam vàng của Smith. Thì ngoại hình cái này khá là ok anh em, không lỗi lầm gì hết, phen ok hết nha anh em, bu ok hết, bu bon chè. Thì cái này dài 2m1, nó tải mồi từ 6 đến 21g, tải dây từ 4 đến 12 lb. Thì cái này về cho anh em tính cá lóc dạng lua mồi giả mọi người, lua mồi giả, lua chẽm, lua cá măng. Thì cái này nặng là 440g, đọt 1 ly 8, dài 2m1, tải mồi từ 6 đến 21g, tải dây từ 4 đến 12 lb. Rồi giá công khai cây số 1 giá là 2 triệu nha anh em. Thì cái này nếu so độ cứng thì nó độ cứng ra tầm khoảng ML thôi nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng ML thôi. Phôi này rất là ok luôn. Tiếp theo cây số 2, thì cây số 2 em lên cho người một dòng cần của Majograph. Thì dòng cần này dòng cần của Majograph Tây. Thì dòng này còn full túi nha anh em, full túi luôn, phen là Fuji Sit, bass là bass Fuji Majograph. Thì dòng Majograph này dòng đời cao nha anh em, dòng đời cao, dòng này được sản xuất tại Việt Nam, nó xuất cho thị trường Nhật nha anh em, dòng này xuất cho thị trường Nhật, phôi carbon, sẵn ngăn guốc như này, phen Fuji Sit nha, phen ca, bù Fuji chống sẵn. Thì dòng này chè chiên cho anh em đánh cá chẽm này, đánh chẽm đánh măng, câu lóc. Dạ anh em câu mồi giả. Dòng cần khá đẹp nha anh em, khá đẹp luôn. Độ xuất sắc ít nha mọi người, ít, rất là ít luôn. Phôi carbon, cán đời cao. Thì cái này nặng là 99g, dài là 2m07, đọt 1 ly 8. Thì cái này tải mồi từ 3 đến 10 gram thôi nha anh em, nó tải từ 3 đến 10 gram thôi, tải dây từ 5 đến 10 lb. Giá công khai cây số 2, giá là 2 triệu 2 nha anh em, 2 triệu 2. Độ cứng cái này ML nha anh em, độ cứng ML, dòng Majograph đây. Dạng dòng đánh cảm giác câu cá chẽm, cá vượt, dạng đánh cảm giác cực kỳ ok nè. Đây test độ cong đọt cho anh em xem luôn. Tiếp theo là cây số 3. Thì cây số 3 bên cho người vẫn một dòng cần của Majograph. Thì dòng này dòng Tion. Choi Tion. Mọi người, cái này còn túi nha mọi người, Choi Tion. Thì cái này vẫn là một dòng cần Majograph được xuất cho thị trường Nhật. Thì cái này độ mới nó mới hơn tí, mới hơn cây đây tí. Thì cái này bộ phen là phen Fuji Sheet, Fuji anh em, Fuji thôi, nhưng không phải là loại sheet nha. Đó. Cần sao lên báo em vậy. Bát ở đây, bát cực kỳ đẹp luôn. Carbon sẵn như này, carbon sẵn găng guốc. Độ mới cái này ra tầm khoảng 95% anh em, rất là mới luôn. Phen ca Fuji nha mọi người, phen ca buộc chống sẵn như này, buộc chống sẵn. Carbon sẵn găng guốc. Cái này về lua chẽm là khỏi chê, lua chẽm bánh hành chắp câu cảm giác rất là đẹp nha anh em. Đây tên cho nó đây, Choi Tion Majograph. Thì cái này dài 2m16 nha anh em, cái này dài 2m16, nó tải mồi từ 2 đến 10 gram thôi, nó tải dây từ 3 đến 8 lb, tải dây bia từ 0.3 đến 0.8 nha anh em. Dòng Majograph được cái nó mới. Dạng này đánh mồi giả câu chẽm nha anh em, câu chẽm câu măng, lùa biển cực kỳ ok luôn, câu đầm anh em. Thì
cái này nặng là 90, nặng là 98 gram nha anh em, nặng 98 gram, đọt là 1D5. Rồi giá công khai cây số 3, giá là 2,4 triệu nha anh em, 2,4 triệu cây số 3, hàng cực kỳ đẹp cho mọi người. Đó. Tiếp theo cây số 4, cây số 4 lên cho người là một dòng cần thương hiệu của Daiwa. Thì cây số 4 lên cho người là một dòng cần Daiwa Balazon. Thì dòng Daiwa này chuyên cho anh em đánh lóc nha anh em, đánh lóc, đánh chẽm, lua dạng câu bạo lực. Cái này độ cứng M, carbon là carbon sắn. Đó, phôi là phôi sắn ít nha mọi người. Đó, khoảng sau cargo nè. Đó, Daiwa nha. Phen là phen full sheet nha, phen sheet nha. Đó. Càng còn rất là đẹp luôn. Bát là bát Fuji Daiwa. Đó. Đây. Thì cái này được sản xuất tại China nha anh em, hàng China xuất cho thị trường Nhật. Đó. Thì cái này ngoại hình nó ra tầm khoảng 93% nha em. Rồi còn rất là mới luôn. Cái máy ngang. Thì cái này nặng là 128 gram, đọt 1D9. Dài là 1m98. Cái này tải mồi từ 5.25 gram đến 17.5 gram. Tải dây từ 7 đến 16 lb. Độ cứng cái này độ cứng M nha anh em. Đó, độ cứng M. Rồi, giá công khai cây số 4, giá là 1,7 triệu nha anh em. 1,7 triệu cây số 4. Tiếp theo cây số 5. Thì cây số 5 lên cho mọi người là một cây cần của Abu. Đây nè, dòng Abu. Đó. Dòng Abu này thì chủ bộ phen là bộ phen xít nha anh em, bộ phen xít micro. Đó. Rất là nhỏ luôn. Đó, có định vị luôn. Đây nè. Micro xít nha anh em. Carbon sáng ít nha mọi người, carbon sáng ít. Thì cái này một cái máy ngang. Độ cứng là ML, đó, độ cứng là ML nha anh em. Đây, nó đây. Đó. Độ cứng ML. Sáng ít toàn thân nha anh em, carbon sáng, poly caro. Thì cái này nặng là 110 g, dài là 1m95, đọt là 1 ly, đọt là 1 ly 3. Thì cái này tải mồi từ 1.75 gram đến 7 gram nha anh em. Tải dây từ 6 đến 12 lb. Dạng cái này dạng cho anh em lô màu giả rồi. Đó, đánh cảm giác, lô suối. Đây, test đọt cho anh em luôn. Đó. Sao thì test như vậy. Thì cái này giá công khai cây số 5. Giá là 1 triệu 9 nha anh em. 1 triệu 9. Ngoại hình còn ok anh em. Đó. Tuy có xuất sắc một tí nhưng mà rất là ok luôn. Abu. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 lên cho mọi người là một cây Abu. Đó, cây Abu Hurtin. Thì dòng này dòng lút cho anh em, Hurtin lít, Hurtin lút. Thì dòng này carbon là carbon nano nha anh em, dòng carbon nano. Đây. Đó. Nano. Tem còn đầy đủ hết nha. Ngoại hình cái này rất là ok luôn á. Thì cái này dài là 2m, dài 2m11 nha anh em, 2m11. Phen vẫn là phen Microsit nha anh em. Đó. Carbon là carbon sắn nè, sắn ngăn gốc luôn. Đó, carbon nano mà mọi người. Định vị phôi nè, ở trên nè, rất là ok luôn nha. Fan micro system nè anh em, phôi nano. Thì dòng này chuyên cho đánh bạo lực nha mọi người, dòng này chuyên cho đánh bạo lực rồi. Độ cứng cái này là độ cứng M. Thì cái này dài là 2m11, đọt là 1 ly 8, nặng là 124 gram. Thì cái này tải mồi từ 5.25 gram đến 21 gram, tải dây từ 8 đến 20 lb, dạng là đánh cá lóc săn hàng. Đó, đánh giấy thiệt vô tư nha anh em. Rồi giá công khai cây số 6, giá là 2,4 triệu nha. Dòng Abu Hurtin này bán cũng rất là nhiều luôn, mấy cây trước nó full túi luôn á, mấy cây này không có túi nên giá nó sẽ bèo hơn một tí. Tiếp theo là cây số 7. Thì cây số 7 vẫn là một cây Abu Hurtin, hàng lút, hàng carbon nano anh em. Đó, carbon nano sẵn thế này đây, định vị luôn. Thì cái này dài 2m13 anh em, dài 2m13, carbon sẵn anh em, phen là phen Microsit. Đó, phen nhỏ nha mọi người, micro nha. Bát là bát bát Abu như nè, bát Abu Fuji. Đó. Đây, dùng lút nha.
sẵn gân guốc cho mọi người, sẵn gân guốc không. Dòng này thì độ cứng cây này, độ cứng MH nha anh em. Đó. Độ cứng MH này đánh bạo lực và vô tư à. Đó, đánh bạo lực nhá thiệt. À. Săn lóc gừng. Đánh dít cũng được, dạng này đánh dít cũng rất là ok luôn. Đó. À, đủ tem hết nha. Thì cái này nặng là 135g, dài là 2m13, bọt là 1.8. Thì cái này tải mồi từ 10.25g đến 10.5g đến, xem để em xem thông số lại, 10.5g đến 28g nha anh em. 10.5g đến 28g, tải dây từ 8 đến 20lb. Rồi, giá công khai cái này là 2.5 nha mọi người, 2.5, cái số 7. Độ cứng là MH em nè, độ cứng MH. Qua cây số 8 thì cây số 8 còn full túi anh em, dòng Major Rap luôn. Thì dòng này là một dòng Major Rap Laser. Đó. Thì dòng Major Rap Laser này này phủ bộ phen, bộ phen sheet như nè, bộ phen sheet bấm. Bắt đây, bắt Major Rap Fuji nha anh em, bắt Fuji nha. Đó. Mấy cái này thì nguyên chỉnh rồi, nguyên kiện em lấy từ Nhật về. Đó. Thì cái này độ cứng là độ cứng H nha anh em, độ cứng H. Độ cứng H này thì đánh mồi vô tư rồi, đánh mát tới 48g. Đó. Phen sheet anh em, phen sheet bu là bu chống sắn, bu sheet luôn. Hàng nguyên zin nguyên kiện nha mọi người. Laser này thì cũng bán rất là nhiều luôn. Đó. Major Rap. Không lỗi lầm gì hết nha anh em. Đó. Anh em cứ nhận hàng kiểm tra giống như em, dòng qua kiểm tra sơ qua, cứ lỗi mật gãy bể gì báo em, nhận lại hết để test cho anh em luôn. Đó. Thì cái này còn full túi, nặng là 144g, đọt là 2.5 ly, độ cứng là độ cứng H, chuyên gia đình bạo lực. Thì cái này dài là 2m04 nha anh em, tải mồi từ 10.5g đến 42g, tải dây từ 12 đến 25lb. Rồi, giá công khai cây số 8 giá là 2 triệu nhé. Tiếp theo cây số 9 nha anh em. À, cây số 9. Thì cây số 9 này vẫn là một dòng Major Gap Laser. Đó. Phen vẫn là phen sheet nè, phen sheet. Dòng này cây này về em chưa vệ sinh luôn á. Đây. Phen sheet nha, cực kỳ bóng nha. À, bu là bu chống sắn luôn, à, bu chống sắn nha mọi người. À, laser chuẩn Major Gap. Thì cái này độ cứng M thôi. Đó, độ cứng M. Cho anh em đánh nhẹ nhẹ. Có thể đánh nháy thiệt được nha mọi người. Độ cứng M đánh nháy thiệt là ok luôn á. Đây, test độ cong cho nó luôn. Thì cái này nặng là 137g. Đọt là 1.8 ly. Cái này dài là 1m98. Tải mồi từ 7 đến 21g. Tải dây từ 10 đến 16lb. Giá công khai cây số 9 giá 1.8 nha nè. 1.8 cây số 9. Tiếp theo cây số 10. Thì cây số 10 em đang là một vẫn là một dòng Major Gap. Thì cây này full túi nha anh em. Dòng Major Gap này full túi. Thì cái Major Gap này một cây dòng Major Gap C-Watt. C-Watt. Anh em còn túi luôn. Thông số nó đây. Đó. Thì nó bán tại Nhật là 17.300 yên. Nó đâu đó ra tầm khoảng gần 4 triệu từ Việt Nam nha mọi người. Đó, 4 triệu. Chưa tính phí ship luôn đó mọi người. Đó. Cán ba khúc đề cao thì cái này cầm vô cực kỳ chắc tay luôn. Đó, cực kỳ chắc tay luôn. Major Rap nha nè. Phen này, phen system. Phen nhỏ nha nè, bù bù trong sáng. Dòng này đề cao rồi. Đó, keo chỉ còn ok hết nha mọi người. Không lỗi lầm gì hết. Còn tối luôn. Còn tối còn sách vở đầy đủ. Keo bát ok. Thì cái này được sản xuất tại Việt Nam nha anh em, được sản xuất tại Việt Nam. Thì cái này dài là 1m98, nặng là 200g. Đọt cái này là 2.4 ly nha anh em, đọt 2.4 ly. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây be từ 4 đến 6 nha anh em. Đó. Giá công khai cây số 10 giá là 2.5 triệu. Độ cứng cái này độ cứng M nha anh em, độ cứng M. Đây, số lên đây. Đó. Phen là phen Fuji Six nè, phen Fuji K.
bánh khỏi chơi rất là ok nha mọi người. Đó, test cho anh em luôn. Đó, test tổ công. Tiếp theo cây số 11 thì cây số 11 vẫn là một cây cần của Majorap, thì cái này hàng cao cấp. Đó, thì cây Majorap này là một cây Majorap Foil Nano nha anh em. Đó, đây, đây Foil Nano. Đó, nó giống như hàng của Abu đó mọi người. Đó, nhưng mà dòng này là cao tí. Thì cây này khách gửi em bán hộ thì chẳng sao nó vậy. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji Seed, sẵn găng gốc mọi người. Đó, cực kỳ ok luôn. Dòng này về anh em đánh nhớ thiệt săn lóc gừng, chở cây này cứng rồi. Đó, độ cứng cái đó độ cứng hắc nha anh em, dài 2m1 độ cứng hắc rất là đẹp luôn. Thì cái này nặng là 150g, dài 2m1, đọt 2 ly, tải mồi từ 10 đến 10.5g đến 42g, tải dây từ 12 đến 25lb. Rồi, cây số 11 giá là 3 triệu nha anh em, 11 giá là 3 triệu. Khách gỡ bán hộ thì cái này vẫn sản xuất tại China nha mọi người. Đó, hàng China xuất cho thị trường Nhật. Tiếp theo cây số 12. Cây số 12 em lên cho mọi người lọc dòng cần của Temriu. Thì dòng tem riêu này thì dòng tem riêu nội địa nha anh em. Đó, nói tới hàng tem riêu thì chó nội địa thôi. Đây, Japan nè, made in Japan. Đó, thì cái này dài là 2m28 anh em, dài 22m28, tải mồi từ 7 đến 28g, tải dây từ 4 đến 12lb. Thì cái này cũng khách gỡ bán nha mọi người. Đó, họ đi cái màn co lại này nè. Đó, phen nữa đây, những phen này hình như là phen titan luôn đó mọi người. Phen là phen sheet nha anh em, phen sheet em biết loại sheet thôi chứ không phải, nó không có túi thì em không nói được. Đó, phen Fuji sheet rất là đẹp. Đó, ngoại hình còn ok anh em, không lỗi lầm gì hết. Cán 3 phút đời cao dòng Japan. Thì cái này sau độ cứng thì sẽ nó độ cứng ra tầm khoảng ML thôi nha anh em, độ cứng ML. Cái này dài là 2m28, đọt 1 ly 7, nặng là 134g, tải mồi từ 4 đến 10, tải dây từ 4 đến 12lb, tải mồi từ 7 đến 28g. Giá công khai cây số 12 giá là 2.5 nha anh em, 2.5 cây số 12. Rồi, đó tổng cộng 12 cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em mừng cái nào chốt lên nữa, xung thuận tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.